Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 11 này sẽ có các đợt không khí lạnh về miền Bắc, ảnh hưởng thời tiết tại các tỉnh ở phía Bắc, nhưng chỉ gây mưa, không có các đợt không khí lạnh mạnh. Dự báo năm nay, do tác động của hiện tượng El Nino vẫn đang có cường độ trung bình đến mạnh, nên dự báo mùa đông năm nay sẽ không lạnh bằng các năm trước. Thời gian kết thúc hoạt động của không khí lạnh ở nước ta cũng sớm hơn. Trong tháng 11, dự báo nền nhiệt ở một số nơi, trong đó có miền Bắc, sẽ cao hơn trung bình cùng tháng 11 của nhiều năm khoảng 1-2 độ C. Dự báo hôm nay ngày 3 tháng 11, thời tiết miền Bắc tiếp tục khô ráo, nắng đẹp. Miền Nam sáng đến chiều trời nắng, nhưng chiều tối có mưa rào.